truyền giáo. Một buổi tối nọ, viên sĩ quan trẻ người Pháp tên là Jacques de Foucault say mê kể cho gia đình nghe những cuộc thám hiểm của anh ở Maroc. Người chăm chú theo dõi câu chuyện của anh nhất là cô cháu bé chưa tròn 10 tuổi. Khi anh vừa chấm dứt thì cô bé đã bất thần đặt một câu hỏi như sau: "Thưa cậu, cháu thấy cậu làm được nhiều việc vĩ đại. Thế cậu đã làm được gì cho Thiên Chúa chưa?" Câu hỏi ấy như một luồng điện giật khiến anh trở thành bất động. Từ bao lâu nay, chưa có người nào đã khiến anh phải suy nghĩ nhiều như thế. Anh đã làm gì cho Thiên Chúa chưa? Jacques de Foucault lục soát trong lương tâm của mình để chỉ thấy một lỗ hổng không đáy. Anh đã phí phạm tất cả thời giờ của anh trong những cuộc ăn chơi trụy lạc và những danh vọng phù phiếm. Mắt anh bỗng mở ra để thấy được nỗi khốn khổ nghèo hèn của mình. Ngày hôm sau, anh tìm đến xưng tội với một vị linh mục. Anh vào dòng khổ tu, rồi xin đến Nazareth để sống trọn vẹn cho Chúa Giêsu. Ngày nọ giữa lúc đang đắm mình trong cầu nguyện, anh bỗng nghe từ căn nhà bên cạnh có tiếng than vang rên rỉ của một người Hồi giáo. Jacques de Foucault nghĩ đến gương mặt bác ái của Chúa Giêsu. Anh có thể giam mình cầu nguyện một mình giữa lúc những người anh em của anh đang rên rỉ trong hấp hối, trong thất vọng sao? Nghĩ thế, anh bèn quyết định đến sống giữa họ, trở thành bạn hữu của họ, nhất là những người cô đơn, lạc lõng, nghèo hèn nhất trong xã hội. Những năm cuối cùng, Jacques de Foucault sống giữa sa mạc Sahara, chia sẻ hoàn toàn cuộc sống với những người dân nghèo. Jacques de Foucault đã chia sẻ với họ những giọt máu cuối cùng của anh. Ngày đầu tháng 12 năm 1916, anh đã bị thảm sát giữa lúc đang cầu nguyện. Ngày nay, các tiểu đệ và tiểu muội Chúa Giêsu tiếp tục lý tưởng sống của anh. Họ lao động và sống giữa những người nghèo hèn nhất trong xã hội. Tất cả cuộc sống và sự âm thầm hiện diện của họ là một cố gắng làm một cái gì cho Chúa. Có những nhà truyền giáo rời bỏ quê hương để đi đến những nơi hoàn toàn xa lạ như Thánh Francisco Xavier. Nhưng cũng có những nhà truyền giáo dâng cả cuộc đời hy sinh cầu nguyện và đau khổ của mình như Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Có những nhà truyền giáo hùng hồn rao giảng như các tông đồ, nhưng cũng có những nhà truyền giáo âm thầm hiện diện và chia sẻ với những người nghèo khổ như Jacques de Foucault. Âm thầm hiện diện nhưng vẫn có thể chiếu sáng niềm tin yêu, hy vọng. Đó là mẫu người truyền giáo và giáo hội tại Việt Nam đang cần hơn bao giờ hết. Những cuộc sống tử tế, hy sinh phục vụ, quên mình vẫn là những lời rao giảng hùng hồn hơn bao giờ hết. Bài trích sách lẽ sống.